lộ nguyên nhân ba người tử vong trong xe Mercedes lao xuống rạch bà ngọt. Thưa quý vị, vào chiều ngày 2 tháng 10 qua công tác khám nghiệm điều tra ban đầu, công an tỉnh Tiền Giang nhận định ô tô Mercedes trong lúc lưu thông đã lao xuống rạch bà ngọt gần khu vực quảng trường trung tâm tỉnh trên địa bàn xã Đào Thành, thành phố Mỹ Tho, ba người trên chiếc xe được xác định tử vong do ngạt nước. Danh tính các nạn nhân gồm vợ chồng Phan Phú Dân An, 25 tuổi, Trần Ngọc Hoa Trâm, 24 tuổi và em trai là Phan Phú Dân Khánh, 20 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Mỹ Thọ. Chị Trâm là vợ của nạn nhân Phan Phú Dân An, đang mang thai. Là người chứng kiến cảnh trục vớt chiếc xe, ông Nguyễn Văn Bình, 56 tuổi, ngụ ấp Long Hòa A, xã Đào Thành, thành phố Mỹ Tho cho biết, khi vớt lên, xe trong trạng thái chống ngược, lực lượng chức năng phải dùng nước rửa sạch lớp bùn đất trên xe, rồi mới mở cửa đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài. Ông Bình thông tin thêm, đêm trước đó nghe thấy âm thanh rất lớn gần con rạch bà Ngọt nhưng không rõ là tiếng gì. Do trời tối và không nghe tiếng người nên ông cũng không ra ngoài kiểm tra. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu xe Mercedes va chạm với các phương tiện khác. Khu vực xảy ra sự cố vắng vẻ, ít người qua lại nên lúc xảy ra tai nạn không ai biết. Khi lực lượng cảnh sát phát hiện cửa ô tô vẫn đóng kính, lực lượng cứu hồ đã chằng dây kéo ô tô sát vào bờ cẩu lên khỏi mặt nước phần đầu và sau xe mercedes bị biến dạng kính chắn phía trước bị vỡ theo một lãnh đạo công an tỉnh tiền giang có thể xe bị mất lái nên lao xuống kênh hiện chưa phát hiện ra dấu hiệu khác vì hiện trường chỉ cách vài trăm mét Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 10, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự Người nhà nạn dân cho biết hiện gia đình đã tiếp nhận thi thể ba nạn dân và sẽ tiến hành khâm liệm ngay tại nhà riêng. Theo báo người đưa tin, thông tin trước đó vào sáng ngày 2 tháng 10, người dân phát hiện một bộ phận của xe hơi nhãn hiệu Mercedes màu đen biển kiểm soát 63A 11169 tại bãi đất trống trên kênh Bà Ngọt, xã Đào Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cách đó là dấu vết bánh xe dẫn xuống kênh nước. Lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện một chiếc ô tô nằm dưới lòng kênh. Đây chính là chiếc xe chở gia đình bị mất được người thân đăng tải trên mạng xã hội thông báo tìm kiếm. Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, ba người trong một gia đình gồm hai anh em trai và một phụ nữ đang mang thai gần sinh rời khỏi một quán karaoke trên địa bàn thành phố Mỹ Tho bằng xe hơi. Chiếc xe Mercedes sau đó mất dấu, gia đình cũng mất liên lạc với họ, nên đã, đã trình báo cơ quan công an. Cảnh sát xác định vào khuya ngày 30 tháng 9, anh An cùng vợ và em trai Diotto Mercedes đến quán karaoke ở xã Đào Thành, thành phố Mỹ Tho hát cùng bạn bè. Gần 2 giờ sáng hôm sau, ba người ra về trước, sau đó không liên lạc được. Thông tin cho xin, một trong những người bạn đi cùng gia đình anh An cho biết, hai anh em An đã uống bia, rượu trước khi ra về. Tuy nhiên, người này chia sẻ, hai anh em đó uống nhưng không quá nhiều, hơn được cả hai đều uống trước tốt, vợ An cũng đang có bầu cũng không có lý do nào lại phóng ẩu được, tôi nghĩ có thể xe đã mất thắng.